trình được đồng hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Đại Hòa, tự hào thương hiệu quốc gia và siêu thị võ thuật Việt Nam. Number one, weight club, weight club. Chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu, nơi diễn ra giải Muay Thái Grand Speed. Có sự xuất hiện của rất nhiều võ sĩ Việt Nam và trước mắt chúng ta là trận tranh đai bạc với sự xuất hiện của võ sĩ số 1 Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh sẽ thi đấu ở hạng cân 60kg nam gặp võ sĩ Thái Lan. Và nếu như trận đấu này thắng lợi thì Duy Nhất sẽ khép lại năm 2022 một cách đầy hiển hách khi anh toàn thắng và đem về rất nhiều thành tích tại giải đấu lần này. Thank you.
của trận đấu tranh đài bàn MTCB thành cân 60kg đan giữa hai võ sĩ. Và bây giờ chúng tôi xin được phép công bố kết quả. Và võ sĩ chiến thắng ở trận đấu này đã thuộc về võ sĩ thuộc gấp đài. Việt Nam thì trước giờ em cũng có thật theo dõi giải môn Thái này thì đã tổ chức rất là nhiều rồi và có rất là nhiều võ sĩ giỏi tham gia thi đấu tại cái đấu trường thi đấu này và em cũng từng mơ ước được một lần tham gia vào trong giải đấu này và ngày hôm nay khi mà giải đấu MTGP được tổ chức tại Việt Nam mình nó là một cái sân chơi cũng là một cái nơi để cho em cũng như tất cả các bạn võ sĩ Việt Nam mình đang tập luyện của môn Muay Thái có một nơi để có thể tỏa sáng, một nơi để có thể thử thách bản thân của mình. Và một lần nữa em xin cảm ơn ban tổ chức giải đấu MTGP và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để cho em và tất cả các bạn võ sĩ có cái nơi để thể hiện bản thân mình. Và một lần nữa thì quan trọng nữa là em xin cảm ơn tất cả khán giả đã đến đây để ủng hộ cho em và tất cả các võ sĩ hôm nay. Cảm ơn rất nhiều.